Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bộ truyện Nghiệp chướng làng trài trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đi đến tập cuối cùng của bộ truyện này. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần dị thập của Đình Soạn. Ông ta nghe Bắc Lâm nói như vậy thì liền gật đầu, mặt ra vẻ đăm chiêu. Nếu như lần này mà lực lượng của đội cử đi thất bại hay tổn thất thì người chịu trách nhiệm cao nhất sẽ là ông ta. Và lại cũng sắp đến mùa cá nữa. Việc giao thương giữa các vùng hay là các nước lân cận với Việt Nam sẽ phải diễn ra, cho nên cấp trên tỏ ra rất quan tâm đến chuyện này. Lệnh phải nhanh chóng giải quyết con thủy quái kia, nếu bây giờ ông ta lệnh cho quân của mình xuống sông thám thính, có khi lại đi nước sai lệch. Vì còn chưa biết thực lực của nó như thế nào, đem người xuống dưới đó cho dù có sử dụng bao nhiêu kỹ thuật tiên tiến đi chăng nữa, có khi vẫn phải bỏ mạng. Hai người này đang hành nghề mê tín dị đoan đi trái với quy tắc của nhà nước. Nhưng mà dù sao nhìn họ cũng không phải đang đùa, với lại họ đã sống ở đây lâu năm, có khi biết tường tận về con thủy quái ghê thật chi bằng vẫn cứ nên đồng ý làm theo cách của họ là tốt nhất suy nghĩ một hồi lâu sau ông này mới lên tiếng hai vị nói rất đúng dù tôi không phải là kẻ mê tín dị đoan nhưng mà vì cái lợi chung cho nên tôi tin hai vị từ giờ mọi kế hoạch để bắt được con quái ngư đó sẽ thuộc quyền của các vị nhưng tuyệt đối dù thế nào cũng phải có người của chúng tôi ở trong đó để mà đảm bảo an toàn cho hai vị ấy Bắc Lâm và cô Hà nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Bác liền nói: Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chấp hành theo yêu cầu của bên anh. Chỉ cần chúng tôi được tham gia vào chuyến này và nắm quyền chỉ huy là được. Người đàn ông kia dù không muốn nhưng vẫn phải gật đầu cười gượng gạo. Cả ba bắt tay của nhau xong, ông ta nhanh chóng rời đi, bỏ lại bác Lâm và cô Hà ngồi một bên trên bến sông. Dòng nước xanh trong vẫn chảy đều đều tiếng róc rách của từng đợt nước cuốn vang lên nhẹ nhẹ. Không cảnh đáng lẽ phải như trốn tin cảnh, ấy nhưng không hiểu sao khi nhìn vào nó bây giờ thì lại dấy lên một cảm giác bất an ma mị đến khó tả. Từ hôm ấy cả làng tôi chìm vào không khí căng thẳng im lặng như tờ. Một cuộc họp được tổ chức tại nhà của tôi, trong đó có bà bốn người thuộc chính quyền, bác Lâm, cô Hà và tất cả người dân ở làng. Sau khi đã đông đủ bác Lâm hắng giọng vài cái rồi nói Như tất cả đã biết ngôi làng mình bây giờ đang phải đối mặt với thủy quái hay đúng hơn là quái ngư Nó rất là nguy hiểm đã hóa tinh cho nên tà phép rất lợi hại và kích cỡ còn rất lớn Chúng nó ăn thịt người rồi hút hồn người ta để mà luyện hóa thành ma lực để nó tu luyện Theo như suy đoán của tôi thì con này đã tiềm cận sắp hóa thành yêu có nghĩa là chúng nó có thể biến thành người để hù dọa rồi lừa chúng ta cho u mê và ăn thịt. Chuyện tôi nói ở đây có lẽ nhiều người sẽ không tin, nhưng nó là sự thật. Và nếu các cụ có thâm niên ở đây chắc chắn vẫn còn nhớ chuyện năm xưa khi mà thầy tôi đã từng đụng độ nó. Ngày 15 tháng này sẽ là ngày trăng tròn nhất âm thịnh dương suy, cũng sẽ là ngày nó sẽ đắc yêu đạo nếu giết được người trong khoảng thời gian đó. Vì vậy mà từ hôm nay cho đến ngày 15, mọi người vẫn phải hết sức cẩn thận không ai được ra ngoài khi trời tối đặc biệt là tới khúc sông làng mình sẽ có lúc nó bò cả lên bờ để kiếm mồi cho nên mọi người không ai được đi ra ngoài tránh bị bọn nó bắt được mà ăn thịt nếu để như vậy là kế hoạch coi như thất bại dừng lại vài giây rồi bác lâm chỉ vào mấy anh công an đang ngồi ở gần đó bác nói các cậu lập chốt ở đầu làng trang bị súng ống đầy đủ nếu ai lỡ ban đêm đi ra ngoài đường mà chưa kịp về nhà thì cho họ vào chú tạm. Còn nếu như có gặp con quái ngư thì cũng không được chủ động tấn công. Vì nó sẽ lần theo mùi mà hại không chỉ các cậu mà là gia đình của các cậu. Cho nên tuyệt đối không được để cho máu chảy trong khi con lỡ đụng độ bọn nó. Tất cả đều gật đầu một cái rồi ai cũng tỏ vẻ lo lắng thở dài thườn thượt. Thanh họp mọi người cũng lục đục kéo nhau ra về căn nhà chỉ còn lại chúng tôi đang ngồi nhìn nhau. Nói chuyện đến độ 10 giờ hơn thì đội công an cũng xin phép. Bác Lâm cẩn thận đưa cho mọi người một chiếc lá bùa phòng thân rồi mới cho họ về. Sau khi tất cả mọi người đã về hết, chúng tôi lúc này mới lục đục kéo nhau đi nghỉ ngơi. Nằm một mình ở trong phòng tôi bẩn thần suy nghĩ về những chuyện đã trải qua. Chuyến đi này đáng lẽ sẽ rất vui ấy nhưng bao nhiêu sự kiện kỳ dị xảy ra làm cho tôi bây giờ lo lắng nhiều hơn là vui vẻ mọi chuyện diễn ra quá nhanh người chết càng lúc càng nhiều và lại những thứ được gọi là thế giới thứ ba đang càng ngày càng xuất hiện xung quanh tôi nhiều hơn kể từ lúc mà tôi đụng độ với con ma già ở ngoài bến sông thì đôi mắt của tôi đã hoàn toàn thay đổi nó có thể nhìn thấy được các vong hồn chưa kể còn linh cảm được những chuyện kinh khủng sẽ xảy ra nếu quả thần chuyện bác lâm và cô hà nói tôi có con mắt âm dương là đúng thì liệu tương lai của tôi có thay đổi được không tôi sẽ phải làm sao với những chuyện sắp tới suy nghĩ miền màn một hồi tôi ngủ gục lúc nào không hay và trong giấc ngủ đó tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng quang cảnh ở trong mơ hiện ra là bên ngoài bến sông làng tôi trên chiếc thuyền lúc này có tôi, bác Lâm và cô Hà và các nhân viên công an đi cùng. Chiếc thuyền bắt đầu xuôi theo dòng nước, càng ngày càng xa bờ hơn. Những nguồn ánh sáng từ những bóng đèn gắn liền thuyền, rọi sáng cả mặt sông. Ai cũng nhìn chăm chăm về phía trước. Bất chợt một thứ gì đó đáp xuống trước mặt, nghe oanh một tiếng. Bọt nước từ chỗ đó bắn lên tung tóe tạo thành một cái xoáy khổng lồ từ chỗ đó thì mơ hồ nhìn thấy một vật thể đen chùi chuỗi đang nổi dần lên trên mặt nước. Nó liền lao vào chỗ của tôi đang ngồi, kéo tôi xuống nước lạnh. Trong tình cảnh ấy tôi cảm thấy mình đang mềm nhũn ra, muốn với tay để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không hề có. Tôi muốn hét lên thật to cho bố mẹ, bà nội, bác Lâm, cô Hà đến để cứu tôi. Nhưng mà không, Tiếng hét của tôi như là bị ứ nghẹn lại trong cổ họng, Có đến đâu thì cũng không thể phát ra được. Tôi vùng vẫy cố thoát ra khỏi hàm răng sắc nhọn của nó đang trực chờ sát cổ. Vùng mình ra khỏi cái thân thể nhớp nháp của nó. Thế nhưng cho dù tôi có cố gắng đến đâu, vùng vẫy mạnh như thế nào thì cũng vô ích. Như thể tôi đang là con cá bị xa vào lưới vậy, không có đường thoát. Tôi bật dậy mồ hôi đầm đìa khắp người, hóa ra đây chỉ là một giấc mơ, nhưng mà sao tôi lại cảm thấy chân thực như vậy? Thế còn cảm nhận rõ nỗi đau từ chân, tay, như thế tôi vừa phải vật lộn để thoát ra khỏi thứ đó vậy. Cả người của tôi lúc này vô thức dùng mình một cái, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Tôi ngồi tựa mình bên góc tường, cố gắng hít thở đều lấy lại bình tĩnh từ bên ngoài ánh đèn leo lét chiếu qua khung cửa kính tôi thấy bố mẹ và mọi người trong nhà chạy sang phòng của mình bà nội mở toang cánh cửa lo lắng gọi lên mấy tiếng rồi chạy đến chỗ của tôi đang ngồi run rẩy mà ôm tôi vào trong lòng vỗ về tôi chật bật khóc thành tiếng nước mắt nước mũi tèm nhem sức mơ vừa rồi nó quá sức chịu đựng của tôi nó quá đáng sợ Mẹ tôi thích tôi bật khóc thì liền hỏi trong lo lắng. Có chuyện gì vậy con? Nói cho bố mẹ nghe. Tôi vừa khóc thút thít vừa kể lại giấc mơ vừa rồi cho mọi người nghe. Nghe xong thì cả bố mẹ đều thở dài. Còn bà nội thì khóc giấm dứt. Trời đất ơi, cháu tôi nó đã làm gì nên tội mà ông lỡ đối xử với nó như vậy. Âm nhãn mắt âm cái gì không biết. Ông ơi là ông, ông sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho cháu nó qua kiếp nạn này bà vừa khóc vừa nói những lời oán than làm cho tôi nghe không thể kiềm chế được tôi ôm bà vào trong lòng thật chắc gục đầu vào vai của bà mà khóc có lẽ bây giờ tôi vừa sợ vừa thương bà bà đã già cả rồi mà vẫn phải lo lắng cho một đứa cháu như tôi một đứa chỉ đem lại những sự rắc rối Tất cả nên bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề. Đây chỉ là ảo cảnh mơ hồ do con quái ngư tác động ra mà thôi. Bây giờ sắp tới ngày dằm rồi, tất cả không được mất bình tĩnh. Cần bé Phương mạng lớn phúc lớn nó sẽ không sao cả. Nói rồi bác đưa tay ra hiệu, cô Hà ngầm hiểu tiến lại chỗ của tôi. Cô đưa bàn tay chạm vào chán của tôi một cái, rồi nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống cảm giác đầu óc của mình nhẹ bẫng đi, cảm giác thư thái lắm. cô hà dường như đã dùng kim điểm vào các huyệt đạo trên người của tôi thì phải. cảm giác hơi nhòi nhói, nhưng sau đó lại rất thoải mái. một hồi sau, dường như đã xong xuyên mọi chuyện, cô hà mới lấy ra một lọ nước đưa cho tôi uống. vị ngọt và mùi thơm làm cho tâm trạng của tôi thoải mái hơn phần nào. xong cô mới nói, đêm này để cháu ở lại với phương mọi người về phòng nghỉ ngơi sớm, mai còn nhiều việc phải làm nữa, cần sự tỉnh táo của mọi người. Tất cả ai cũng gật đầu đi một mảnh ra ngoài để lại tôi và cô Hà ở trong phòng. Quả nhiên đêm đó sau khi được cô làm phép, tôi ngủ ngon hẳn, chẳng mộng mị gì cả. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà trời mới vừa hừng nắng, ở bên ngoài làng đã nghe thấy tiếng trống kèn thổi lên inh ỏi tiếng kèn nghe thê lương hòa vào tiếng tụng kinh dì dầm tạo nên một thứ tạp âm hỗn độn tôi ngồi dậy ra ngoài làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng định bụng ghé qua đám tang của mấy thành niên xấu số xem có cần gì giúp hay không đang đứng ở ngoài cổng chuẩn bị đi thì bất chợt từ xa đám thằng trung và nhỏ kiều chạy vào thằng trung vừa thở hồn hển vừa nói Ê, đi với bọn tao qua bên đám hay không tôi không đáp mà chỉ gật đầu cười một cái rồi cả bốn đứa lật đật kéo nhau đi vì năm người này chết cùng nhau và lại gia đình cũng chẳng còn gì lạ lẫm cho nên họ gộp cả năm lại rồi tổ chức chung một đám và để cho cả năm cùng được an nghỉ nơi đất mẹ cả bọn vừa vào đến trong sân nhà văn hóa nơi tổ chức tàng lễ đã thấy bố tôi đang ngồi ở ngoài sân nói chuyện với ai đó Thế tội ông lử mắt một cái rồi như định nói gì. Bác Lâm từ trong đi ra rồi xua tay. Để bọn nó ở lại đây với anh chú không phải lo. Bố tôi định hỏi thêm gì thì bác Lâm đã đi vào bên trong. Còn bọn tôi ở lại thì thích lắm vì được bác cho ở lại. Bốn đứa ngồi túng tùm vào một góc rồi dầm gì bàn tán với nhau. Tôi thì được nghe ba đứa kia nói mà chẳng nói gì cả vì tôi lúc này đang tập nhìn vào trong nhà nơi thi thể của cả năm được đặt ở đó đôi mắt của tôi rắn chặt vào khoảng không nơi ngay gần đó nơi mà một cái bóng đèn đã xuất hiện từ bao giờ dường như nó đang quan sát thi thể kia thì phải cái bóng lù lù ở đó mà không ai nhìn vào hay chính nó là cái thứ đó một cái vỗ vai làm cho tôi giật mình bừng tỉnh hóa ra là thẳng vĩ có lẽ nó thấy tôi đờ đẫn ra như vậy, tưởng có chuyện gì cho nên mới mũ vai định hỏi. Tôi quay lại nhìn Vĩ còn định hỏi xem chuyện gì thì đó đã ngăn lại. Mấy đứa kia có việc nên đi trước, tí chúng nó quay lại, mà vừa nãy mày bị sao vậy? Tôi lắc đầu không đáp, tôi không muốn kể cho nó biết về chuyện mình có thể nhìn thấy ma và cái bóng đèn ở bên cạnh thi thể. Vì cho dù tôi có kể thì chắc gì chúng nó đã tin với lại những chuyện như thế này có lẽ chỉ có bác lâm và cô hà mới giải thích được nghe như vậy cho nên tôi lắc đầu không nói gì cả nó cũng chẳng hỏi thêm đầu giờ chiều ngày hôm ấy chúng tôi lại qua đám tang để vừa hóng hớt vừa làm xong luôn công việc tiếp nước cho quan khách bác lâm thì chẳng thấy đâu chỉ có cô hà ở bên đó đến chẳng vàng tối thì gia đình đã bắt đầu tổ chức lễ khâm liệm cái này thì chúng tôi không ai được vào xem chỉ có gia đình của người thân của họ ở đó mà thôi. Tôi đi về cùng với cô Hà đem câu chuyện sáng nay kể lại cho cô nghe, nhưng cô cũng chẳng biết giải thích làm sao. Hai cô cháu đang ngồi nói đôi ba câu chuyện, thì từ đằng sau vọng lại tiếng nghét thất thanh, nghe như tiếng người phụ nữ. Kèm theo đó là một tiếng đổ vỡ rầm rầm. Cả hai chúng tôi hoàng hốt quay lại, chạy thẳng vào bên trong nhà, thì chỉ thấy trước mặt là bàn ghế cốc chén nằm ngổn ngang. Ở bên trong nhà lúc này là một quang cảnh hỗn loạn, khi mà người thân của Nam Sắc, ai nấy đều đang co giò hoảng sợ la hét. Chúng tôi lao vào bên trong đã thấy thêm cảnh tượng kinh hoàng khác, khi mà ông thầy cúng được mời về làm lễ, lúc này đang nằm ngửa trên mặt đất. Tóc tài bù xù chân tay liên tục cào sồn sột vào da thịt của mình đến tóe cả máu miệng của ông ta bị một thứ gì đó ép phải há ra không thể nào ngậm lại đôi mắt thì trợn trừng trắng rã từng chừng như là sắp lòi cả ra ngoài còn chưa biết phải giải quyết ra sao thì một tiếng hét lớn đến chói tai kèm theo đó là một lá bùa được móc vào một sợi dây bay vèo qua chỗ của tôi nó bay ngang qua đầu của tôi rồi nằm yên vị trên ngực của ông thầy từ bên ngoài bắc lâm nhảy bổ vào bên trong quát lớn là thầy độc tránh xa khỏi người của ông ta. Tất cả mọi người lúc này mới bừng tỉnh kẻ lao ra ngoài người chạy vào trong, thoáng cái đã chẳng còn thấy ai. Chúng tôi thì khó hiểu nhìn bác Lâm chờ bác giải thích. Ông ta đã vô tình chúng thầy độc tiết ra từ năm thi thể, vì nó bị loài quái ngư tấn công, mà con này cũng sắp tu luyện đến cảnh giới cao nhất trong yêu ma, nên vết thương do nó gây ra mang một chất độc gọi là thầy độc. Chất này chủ yếu đến từ vết cắn của nó và chỉ phát tác khi mà tiếp xúc với một luồng âm khí khác hoặc đã chết được một ngày. Người nào vô tình chạm vào thi thể hay là để nước trong thi thể bắn vào tay, chân và các bộ phận khác sẽ lập tức bị thây độc xâm chiếm cơ thể. Bác còn chưa nói hết câu thì một tiếng nổ khô khan vang lên rồi sau đó là tiếng la oai oái của ông thầy nằm bên kia. Cảnh tượng kinh dị trước mắt chúng tôi ở trên thân hình lực lưỡng của ông thầy bây giờ, hàng trăm hàng ngàn cái lỗ nhỏ li ti đang xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Từ trong đó trôi ra là hàng đàn hàng lũ những tổ giỏi, chúng ngoe ngoài trong thỏa mãn như thể vừa được ăn no một thứ gì đó. Không chỉ ở dưới thân người mà trên mặt trên đầu của ông ta lúc này, những cái lỗ nhỏ có to có đang dần xuất hiện. Rồi từ trong đó tuôn ra ổng ngọc như suối, kèm theo đó là một dòng nước tanh ngòm hôi thối. Đám giỏi lúc này của ông ta sau khi chui ra từ lỗ, còn kéo theo cả những thứ nhớp nháp trắng héo, nhìn như não ra cùng, mùi hôi thối nồng nặc khắp mọi nơi. Mấy người hiếu kỳ ở bên ngoài tò mò nhìn vào thế cảnh tượng như vậy thì ông bụng nôn ra hít mật xanh mật vàng. Rồi cuối cùng thì tất cả lại tò mò chạy ra hít xem. Rồi ai cũng ôm bụng nôn thốc nôn tháo, Đám dòi bò lúc này bắt đầu túa ra khắp nơi bẩn tanh tách rồi biến mất ra ngoài cửa Đợi cho tất cả mọi người bình ổn lại Bác Lâm mới hỏi Thế sao mà ông lại bị như vậy Phải có lý do chứ Một người đàn bà độ ngũ tuần Thân hình núc ních Nghe bác hỏi thì liền lên tiếng Lúc nãy khi mà ông ta làm lễ cúng Thì chẳng hiểu sao trong thi thể kia bắn ra nước Chắc không may bắn trúng vào người của ông ta tất cả đều thở dài ngao ngán gia quyến của năm nạn nhân kia thì khóc lớn xác của ông thầy bây giờ chỉ còn là lớp da bọc xương được đem ra bên ngoài hòa thiêu tại chỗ vì ông thầy này cũng chẳng họ hàng thân thích gì cả và lại để lâu cũng không hay thế thì hóa kiếm cho ông ta nhanh chóng cho đỡ phải chịu cảnh đau đớn còn công việc nhập quan đang răng dở thì bắc lâm đã nhận làm tiếp bác cộng với cô Hà lần này làm rất cẩn thận và không xảy ra thêm chuyện gì. Cả gia quyến lại chìm trong một màu tang thương, tiếng khóc lóc nghe đến não lòng, hòa cùng với tiếng kèn chống thê lương, làm cho ai cứng rắn nhất khi nghe cũng có chút động lòng. Chuyện về ông thầy chẳng mấy chốc lan ra khắp cả làng, ai cũng sợ hãi lắng lo, họ sợ rằng người xấu số tiếp theo sẽ là mình. 9 giờ tối, dòng người đến viếng cũng đã vơi dần, chỉ còn lại lác đác một vài người ngồi uống nước ở ngoài sân. Sau chuyện của ông thầy thì nỗi lo sợ của họ càng nhân liêm gấp bội, nên chẳng ai dám rời khỏi nhà. Tôi và đám bạn ngồi chém gió về chuyện lúc chiều, đứa nào đứa nấy mặt xanh như tàu lá chuối. Nói chuyện được một hồi thì cả ba đứa kia đều bị bố mẹ gọi về đi ngủ. Chúng nó dù chả muốn nhưng vì sợ về muộn sẽ bị quái ngư bắt cho nên lóc cóc chạy về vậy là chỉ còn một mình tôi ở lại lúc này bác lâm và cô hà từ trong nhà đi ra thấy tôi vẫn còn ngồi đó bác lâm nói về đi ngủ đi mày là thứ mà con quái đó nó nhắm tới nói rồi bác lâm kéo tay của tôi ra bên ngoài bỏ lại cô hà đang đứng nhìn theo trên đường về tôi hỏi bác lâm nhiều chuyện về đôi mắt mà tôi đang có lắm nhưng mà chẳng nói quá nhiều về thứ tôi đang sở hữu bác nói tương lai rồi mày sẽ tự khám phá bác nói ra bây giờ thì còn gì đợt tương lai nói chuyện một hồi hai bác cháu cũng về đến nhà tôi bị bắt vào trong phòng đi ngủ còn bên ngoài bác lâm và bố thì nói chuyện gì đó với nhau tôi chỉ loáng thoáng nghe được câu chuyện bác sẽ ở lại đám mà không về nhà còn khúc sau thì cả hai nói bé quá cho nên tôi chẳng nghe thích gì cả Nằm mãi mà không ngủ được Cái cảm giác tò mò trỗi dậy Làm tôi không tài nào có thể chụp mắt Tôi tò mò về con quái ngư Rồi liệu chuyện gì xảy ra Ở đám tang của năm người đó Và còn rất nhiều câu hỏi Cần lời giải đáp Cảm giác bất rất khó chịu Làm tôi phải ngồi dậy Đi uống miếng nước cho đỡ để giải tỏa Ngoài trời lúc này Chắc cũng chỉ độ 10 giờ hơn mọi ngày giờ này vẫn còn nghe tiếng tv của nhà hàng xóm ấy nhưng đêm nay lại yên tĩnh đến lạ thường chẳng nghe thấy dù chỉ là một tiếng chó sủa uống xong ngộm nước tôi tính quay người vào trong nhà đi ngủ thì ở đâu đó vang lên một tiếng huyết sáo làm tôi giật bắn cả mình dường như tiếng huyết sáo này vang lên ở bên kia bức tường mà giờ này rồi thì còn ai ở ngoài này để huyết sáo bộ họ không biết sợ quái ngư hay sao. Nghe vậy nhưng mà trong lòng trí của tôi lại tò mò trỗi dậy, muốn xem thử người ở bên kia bức tường là ai. Khi tôi còn đang định chạy đi lấy ghế để trèo lên quan sát, thì một tiếng vịt nhẹ nhàng vang lên, hình như có cái gì đó vừa rơi xuống bụi cây gần đó. Tôi chạy lại hé mắt vào nhìn, thì chỉ có một chút nữa thì hét toáng lên, nhưng rất may là một bàn tay đắt kịp thời bịt miệng của tôi lại Một giọng nói thì thầm vang lên Im lặng, bọn tao nè Đó là tiếng của thằng Trung Hóa ra nó lén sang nhà tôi Không biết để làm gì Tôi tháo tay khỏi người của nó rồi lại hỏi Sao mày lại chạy sang đây giờ này Bộ không sợ con quái ngư nó bắt Ở thì có, nhưng mà tao tò mò vụ đám tang quá mày à Tính dù bọn nó sang nhà mày sau đó đi hóng đây Nghe thằng Trung nói vậy tôi lắc đầu quẩy quẩy. Thôi đi mày, bố mẹ tao mà biết là chết luôn đó. Với lại nhớ may gặp con quái ngư đó thì làm sao? Sợ gì chứ, mình gặp nó thì mình chạy chứ sao? Với lại mày không tò mò mấy cái chuyện kỳ dị ở Lang Minh. Tôi gật đầu vì thật ra bản thân tôi cũng đang rất tò mò về chuyện đấy. Thế vậy thằng Trung cười tuet tuet, nó chạy lại bê một cái ghế ra chỗ tôi rồi nói. Chèo sang bên kia tưởng là nhà tao Mày qua trước rồi đứng đợi tao Tao qua là mình đi Hai đứa kia đợi mình ở bên ngoài Rất lời nó liền đẩy cái ghế về chỗ của tôi Tôi gật đầu và làm theo Chờ mãi mới qua được bên kia Tôi thầm cảm thấy may mắn Vì mình đáp xuống đúng chỗ đất mềm Cho nên không sao Đứng đợi vài phút Trung cũng leo qua Nhìn người của nó lấm lem tôi mới vừa cười vừa hỏi mày va vào cái gì mà nhìn quần áo của mày toàn bụi bẩn như vậy còn mẹ nó tự nhiên va người vào nguyên một mảng tường bị chóc thế là thành ra như vậy mà thôi té nhanh không ông bà già tao dậy là chết nói rồi thằng trung nhanh chóng lôi ra chiếc chìa khóa cầm nó mở nhẹ nhàng rồi nhanh chóng cài lại hai đứa đi được một đoạn thì gặp nhỏ kiều và thằng vĩ chúng nó đang ngồi bên một gốc cây để chờ đợi thấy chúng tôi nhỏ kiều dơ ra trước mặt một cây đèn pin rồi nó nói đi nhanh đi tội bay đi đến mười một rưỡi là tao phải về mà đứa chúng tôi gật đầu rồi cả bốn đứa cùng lần mò trong bóng đêm tiến về phía khu nhà văn hóa nơi tổ chức đám tang của năm người cả bọn đi được một hồi thì cũng đã thấy ánh đèn trước mặt nhà văn hóa hiện ra dường như ở trong đó vẫn còn có người đang ngồi uống nước cả bốn đứa rón rén đi vòng ra phía hông căn nhà nơi có bức tường để nhìn vào bên trong cô kiếng chân ngó vào để hóng hớt mà chúng tôi chẳng thấy được gì vì bức tường cao quá có cố gắng lắm thì cũng chẳng thể được nhìn vào bên trong cả bốn đứa còn chưa biết làm sao thì chợt lúc này một âm thanh rên rỉ vang lên khe khẽ làm cho chúng tôi bất giác im bặt cả bốn quay sang nhìn nhau chầm chầm mà đứa nào đứa đấy tái xanh tái xám tôi lấp bắp nói ê bọn mày nhìn thấy như tao à bà đứa kia đồng loạt gật đầu rồi đồng thanh hét lên một tiếng tôi còn chưa kịp làm gì thì từ bên trong nhà một cái bóng đất chạy vụt ra lao vào chỗ chúng tôi cái bóng đó liền quát lớn kẻ nào đó là giọng của bác lâm tôi vừa thở phào nhưng cũng vừa lo lắng phía này bị phát hiện coi như là cả bốn đứa đều ăn no đòn. Như vậy tôi còn tính nói gì đó thì cái âm thanh rin gì, gì kia lại vang lên thêm một lần nữa. Hiện ra trước mắt của tôi lúc này là một xác người thanh niên cụt đầu, thân thể bị gầm nhằm nhở, không còn nhận ra hình người. Nhưng chẳng phải đây là người đã bị con quái ngư giết chết. Nhưng tại sao bây giờ anh ta lại ở trước mặt của mình? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tôi nhận ra tất cả mọi chuyện tính cảnh báo cho bác Lâm biết thì anh ta lại chặn tôi lại. Những âm thanh xin gì, gì bây giờ lại chuyển qua khóc lóc cầu xin. Đừng báo với thầy Lâm, tôi xin cô đừng báo với thầy Lâm. Tôi chỉ muốn nhờ cô giúp năm linh hồn chúng tôi thoát khỏi sự kiểm soát của con quái ngư. Chỉ có như vậy chúng tôi mới có thể đầu thai xin cô giúp. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì hình ảnh anh ta đã vụt biến mất. Bến mất như chưa thể xuất hiện. Tôi nhận ra lúc này mình vẫn đứng ở chỗ cũ, bên cạnh là bác Lâm và ba đứa bạn của tôi. Bác Lâm nhìn chúng tôi lửa mắt. Đêm hôm không chịu đi ngủ mà còn mò ra đây. Có biết là để cho con quái ngư kia nó bắt được thì khỏi cứu. Bốn đứa chỉ còn biết cúi mặt không đáp. Cô Hà lúc này mới lên tiếng hòa giải. Mấy đứa đã lỡ đến đây rồi thì ở lại đây luôn. Giờ mà về một mình cũng nguy hiểm. Ở lại đây sáng sớm mai rồi về. Cô và bác cũng ở lại đây nên mấy đứa khỏi lo. Nghe cô Hà nói vậy chúng tôi mới nhẹ nhõm đi phần nào. Bác lầm lườm cả bốn đứa một cái rồi mới cho chúng tôi vào bên trong ngồi cùng. Một hồi sau cả bốn đứa vì quá mệt cho nên ngủ gục lúc nào không hay. Vì trong cơn mơ màng tôi lại nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Không giống như giấc mơ đêm qua đây lại là một giấc mơ hoàn toàn khác. Hình ảnh của năm người thanh niên xấu số kia lần lượt hiện về, mở ảo ngay trước mắt. Họ ra sức giơ tay về phía tôi, cố gắng cầu cứu. Nhưng cho dù cố gắng thế nào họ vẫn không thể chạm vào tôi và tôi không thể chạm vào họ. Rồi một lực kéo mạnh kéo họ đi mỗi lúc một xa, hình ảnh của họ mỗi lúc một mở, còn tôi thì vẫn đứng ở đó, bất lực nhìn theo, Cả đêm ấy giấc mơ đó lặp đi lặp lại Cứ mỗi khi tôi chợp mắt thì nó lại hiện về Nó không phải là một cơn ác mộng Nhưng hãy đến cảnh năm người kia bị kéo đi Thì tôi lại bừng tỉnh Một đêm dài nặng nề cứ như vậy trôi qua Sáng sớm hôm sau chúng tôi bị đánh thức từ rất sớm Vì tiếng la hét khắp làng Là đành chạy ra ngoài xem có chuyện gì Thì chỉ thấy một tốp người đang súng đông súng đỏ Nơi bến sông Tê chỉ trò vào một xoáy nước kỳ lạ ở giữa dòng. Bọn trẻ con thì khóc thét lên vì sợ, còn người lớn thì bàn tán xôn xao, người thì run rẩy không nói thành lời. Bác Lâm cùng với mấy viên công an đi tới thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, bác hừng lại vài nhịp suy nghĩ rồi nói. Thời khắc đã điểm tất cả chuẩn bị, giờ thì cơ đã tới ta sẽ bắt nó. Đêm này cũng là đêm trăng tròn, là lúc nó yếu nhất cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua cả đội công an nghe vậy thì gật đầu phụ họa còn dân làng thì hiện rõ vẻ lo lắng bác lâm chấn an mọi người vài câu rồi bàn tính cái gì đó với anh đội trưởng hôm qua xong dẫn tôi về nhà về đến nơi đã thấy bố và mẹ đứng ở ngoài cổng chờ đợi vẻ mặt của bố nổi giận nhìn tôi đi cùng với bác lâm thì càng thêm bực có lẽ ông đã biết chuyện từ trốn ra ngoài đêm qua Vậy là toan Tôi thầm nghĩ và cúi đầu đi vào bên trong Tưởng rằng bố sẽ nổi giận với tôi Nhưng ông chỉ lừa mắt một cái Rồi lại chẳng nói năng gì cả Ngồi trong nhà uống nước Bác Lâm lôi từ trong túi ra một tấm da trâu đã cũ Trên đó là những dòng ký tự cổ Bác trải tấm da trâu xuống bàn Rồi bắt đầu ghi ghi chép chép Bố mẹ thì đã đi ra ngoài Phụ giúp người làng chuẩn bị đại sự tối nay Cô Hà thì ở trong phòng ngoài phòng khách lúc này còn tôi và bác nhìn bác làm việc tôi dù chẳng hiểu gì nhưng rất thích thú một hồi sau thì bác dừng tay bác bất trượt hỏi nếu tối nay bác cho mày và ba đứa kia cùng đi bắt quái ngư mày có dám đi không tôi bất ngờ chất câu hỏi của bác trong lòng tôi từ khi biết chuyện làng mình có yêu quái thì luôn muốn được tham gia diệt trừ nhưng mà luôn đắn đò không biết phải làm sao vì sợ bố mẹ không cho vậy mà hôm nay lại được bác lâm ngỏ lời như vậy thật là có chút khó nói tôi suy nghĩ mất vài phút rồi trả lời nếu được thì cháu rất muốn đi nhưng mà cháu chỉ sợ cháu là con gái đi theo vướng víu mọi người bác lâm cười hiền từ rồi đặt tay lên vai của tôi mày chính là một phần quan trọng của cuộc chiến đó nhóc mai sau đôi mắt của mày sẽ là chuyển nhân của bác và cô hà cũng như là sư phụ đời trước của chúng ta nói rồi bác liền quay lại bàn làm việc tôi ngồi đó trong đầu nghĩ về những lời bác nói tại sao tôi lại là truyền nhân của bác và cô và đôi mắt của tôi rút cuộc phải mang theo trọng trách gì trời đang ngả về chiều ánh nắng tắt dần sau lũy tre khúc sông hà sơn thường ngày là nơi nhộn nhịp rất làng nay lại là yên tĩnh đến mức kỳ lạ chẳng có một bóng người lai vãng ở sân nhà văn hóa lúc này toàn bộ già trẻ gái trai, tất cả dân làng đều đang tụ tập tại đó. Ông trường làng đứng bên cạnh chiếc thuyền lớn mới được bên trên tỉnh chuyển về. Đằng sau là một đội chiến sĩ cảnh sát. Dẫn đầu là anh đội trưởng ngày hôm qua và tốt thanh niên tình nguyện xung phong của làng. Tất cả ai cũng hừng hực khí thế. Bác Lâm và cô Hà không có tham gia buổi tập trung mà họ đã ở ngoài sông từ trước Thế thuyền được đem ra đầy đủ vũ khí bác Lâm hài lòng nhìn anh đội trưởng. Cho dù chuyện này nhiều phần tâm linh, nhưng mà thứ đó đã là quái tức là đã mang phần thể xác, vũ khí át gây ra thương tích cho nó. Không ngờ trên tỉnh lại đem xuống những thiết bị như thế này quả đúng là quý hóa. Vì chủ trương của tình nhà là sự phát triển của nhân dân, chuyện này vốn dĩ là mối nguy hại cho nhân dân, cho nên phía trên các lãnh đạo quyết tâm làm, kể cả có phải chấp nhận mê tín dị đoan thì họ vẫn đồng ý đó bác bác lâm tiến lại chỗ chiếc thuyền đó để xem xét gì đó tôi và đám bạn cũng có mặt trong đoàn người tập trung cả bốn đều rất muốn đi cùng nhưng sợ xin thì bố mẹ mắng cho nên chẳng ai dám nói tôi tiến lại chỗ cô hà đình bùng sẽ bám theo cô để lên thuyền thấy cô đang bấm đồn ngón tay lầm nhầm tính toán gì đó tôi liền nói nhỏ Cô đang tính cái gì vậy cô? Giờ khởi hành phải đón đúng thời điểm con cá đó yếu nhất và cần thịt người và linh hồn để tu luyện đó là lúc mà chúng ta sẽ ra tay. Tôi liền vâng dạ mặc dù trong lòng chẳng hiểu gì. Lúc nghe chuyện mà hay là xem phim kinh dị thường thấy mấy ông thầy lấy tay bấm độn rồi lầm nhầm tính toán cho nên tôi mới đoán đó là giờ đẹp. Thời gian chậm chậm trôi qua Cuối cùng thời khắc trăng lên đã điểm Ánh trăng ngày hôm nay tròn lắm Còn rất sáng soi rõ từng khuôn mặt phía dưới ông trường bàn cầm loa bắt đầu đọc thông báo Giờ tốt đã điểm Bây giờ chúng ta xuất phát Với sự hỗ trợ của Thế Lâm Và các anh công an có nghiệp vụ Cộng với vũ khí tân tiến Chúng ta sẽ hạ được con quái ngư Đang lầm lè ám hại làng mình Sau khi thuyền rời bến Tất cả mọi người hãy quay về liều trú ẩn đệ để mọi người hãy quay về lều trú ẩn được dựng sẵn để tránh rủi ro kính mong mọi người lưu ý động đi đọc lại vài lần thì ông trường làng mới dừng lại ông ta quay sang chỗ của bác lâm rồi hỏi đến giờ chưa thầy bác lâm gật đầu một cái sau đó cùng tất cả mọi người ngồi trên thuyền đồng loạt dự vũ khí và hô rõ một tiếng tôi đứng gần thuyền đang định mon men trèo lên trên thì đã bị giọng nói của bố dọn ngược lại con gái con nữa ra đây làm gì Có biết đây là chuyện hệ trọng không Mày ra đó lại vướng tay vướng chân mọi người Nhanh về liều trú ẩn đi Thế còn chưa kịp thanh minh thanh nga gì Thì tiếng của bác Lâm đã nói Để nó đi theo với bọn anh Con bé cần thiết cho chuyến đi này Cả bà đưa kia nữa cho chúng nó theo Mọi người cứ yên an tâm Anh đảm bảo chúng nó không mất một giọt máu nào cả Bố tôi còn đang định càn lại nhưng trước lời khẳng định chắc nịch của bác Lâm ông cũng rảnh gật đầu đưa tôi cho bác Bà đứa kia thì mình được đi cùng thì vui lắm cười tít cả mắt còn riêng tôi thì lại cảm thấy áp lực vô cùng con thuyền từ từ trôi ra giữa dòng bỏ lại những bóng người vẫn đứng đó nhìn theo nói đây là một chiến trường khốc liệt thì hơi quá nhưng nói đây là một chuyến đi lành ít dữ nhiều có thể là bỏ mạng thì cũng chẳng sai nhưng mà loài người khác với loài động vật ở chỗ vì đồng loại vì thứ được gọi là cuộc sống của nhau mà họ sẵn sàng lao vào biển lửa, hy sinh vì chính những người thân yêu của mình. Ở một nơi khác có lẽ chuyện tất cả mọi người cùng đồng lòng đi giết một con yêu quái mà họ chẳng rõ thực hư thế nào là điều không bao giờ xảy ra. Nhưng mà ở làng tôi đây thì điều đó rất đối bình thường. Người dân quê họ là như vậy, đơn giản chỉ là một chữ tình, họ sẵn sàng lao vào nguy hiểm, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chiếc thuyền dần đưa bọn tôi ra ngoài xa hơn. Người cầm lái là anh đội trưởng. Anh ta nhìn bác Lâm rồi hỏi. Bây giờ chúng ta đi hướng nào đấy? Bác Lâm tính toán một hồi rồi chỉ tay phía bên trái bác nói. Mà khí tù lại chỗ đó, thư kỳ chắc chắn ở bên dưới, tất cả đề cao cảnh giác kẻo bị đánh bất ngờ. Tất cả mọi người gật đầu mặt ai cũng căng nhìn là dây đàn. Đi được một hồi đột nhiên tôi có một cảm giác kỳ lạ rất khó nói, cảm giác như thể có một thứ gì đó đang nhìn mình vậy. Kèm theo một cơn lạnh buốt cảm giác mà khi mới đi vào đây không hề có. Tôi liền khều ba đứa kia hỏi chúng nó thì cả ba đều gật đầu, nói có bị giống như tôi. Bốn đứa lo lắng nhưng chưa dám nói cho ai biết. Ở phía bên trên thì bắc Lâm vẫn tập trung quan sát. Từ hướng nước cho đến hướng gió trong đầu lầm nhầm tính toán. À, nó đến kia, một tiếng hét vang lên kèm theo đó là một tiếng ùm lớn nước bắn tung tóe che kín tầm mắt một xoay nước khổng lồ bắt đầu hình thành ở bên dưới đó từ từ nhoi lên một cái đầu đen chúng tôi hoảng quá chạy đến chỗ tiếng hét thì chỉ thấy mấy mảnh quần áo bị xót lại và những vết máu cả đội ai cũng nháo nhào cả lên lo cho người vừa gặp nạn Bác lâm lúc này mới nói cậu ta ở dưới đó mọi người ai bơi giỏi thì mặc áo phao nhảy xuống cứu cậu ta Phía trên này xả đạn vào cái xoáy nước kia, nhớ đừng bắn vào đồng đội. Nói rồi bác vớ lấy cái áo phào ở bên cạnh rồi mặc vào. Bốn người khác cũng làm theo. Chúng tôi cũng vội vàng mặc áo phào rồi lao xuống nước cùng nhau cứu anh chàng đó. Cả bốn đứa đều là dân bơi lội giỏi, kỹ thuật thuộc dạng khá. Cho nên việc di chuyển dưới nước không lấy gì làm khó. Chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy anh kia lúc này anh ta đang bị mắc chân vào hàm răng của con quái cả người đang bị kéo tuột xuống nước chỉ có cái đầu là cố ngoi lên cầu cứu mọi người đồng loạt lặn xuống lần mò vào người của con cá mà đâm liên tục liên tiếp những hồi nổ súng ánh lửa đạn tóe lên những viên đạn lao vào bóng đêm rồi bắt đầu gầm lên khắp thân hình của con quái vẫn chưa hề hấn chúng tôi lúc này càng tấn công mạnh mẽ một tốp thì cố gắng kéo anh kia lên còn một tốp thì có tấn công còn cá để nó nhà anh ta áp yêu một tiếng nói đồng thanh từ bắc lâm và cô hà lúc này đã áp sát vào đầu của con quái mà dán vào đó hai đạo bùa những đạo bùa dù làm bằng giấy nhưng khi dính nước lại không hề bị ướt mà còn phát ra những luồng ánh sáng cam con quái có lẽ bị dính bùa cho nên choáng váng nó bất giác nhà chân của anh kia rồi ngụp mình lặn xuống dưới anh kia lúc này đang ngất lịm đi từ bao giờ vì quá đau đớn chân của anh ta như là sắp đứt lìa máu chảy đầm đìa hàn lên một vết cắn sâu vào trong thịt những tiếng đồng lớn khô khăn vang lên kèm theo đó là mặt nước động dữ dội ở trên thuyền lúc này những người còn lại ai cũng trao đào khi lĩnh chọn những cú hút như là điên như là dại từ con quái nó đang tấn công vào mạn thuyền và đáy thuyền nhằm dìm tất cả xuống dưới đáy tất cả quay lại thuyền chuẩn bị dùng thứ đó tiếng của cô hà nói như hét ở phía sau tất cả chúng tôi ai nấy đều nhanh chóng lao về thuyền trèo lên trên nên là sợ chiếc thuyền chạy đi mất anh chàng thanh niên kia thì đem súng dưới khoang thuyền ở bên ngoài con quái ngư vẫn lồng lộn điên loạn nó gầm lên những tiếng ồ ồ rồi kinh như vậy lao vào thuyền nên là thiêu thân. Bắn đi! Giọng nói của anh đội trưởng vang lên đầy uy nghiêm, sau đó là một tiếng cạch thật lớn, nghe như là tiếng người ta nạp đạn và súng vậy. Từ bên trong khoang thuyền từ từ lộ ra một quả đạn pháo lớn, nó đang được kéo vào trong bệ ngắm trực chờ khai hỏa. Không ngờ bên trên tỉnh lại trang bị cả thứ này cho chúng tôi. Ánh sáng của khẩu pháo đã bắt đầu lóe lên, kèm theo đó là một ánh lửa bập bồng xanh lét phát ra từ hai cây đuốc mà bác Lâm đang cầm. Dường như con quái bị thu hút bởi ánh lửa trên ngọn đuốc, nó bắt đầu ngoi lên nổi trình hình giữa dòng. Bác Lâm đưa tay ra hiệu lùi lại tất cả, rồi bác bắt đầu thổi tắt ngọn đuốc, sau đó là một tiếng hét lớn, bắn. Một tiếng nổ lớn vọng lại làm cho tất cả chúng tôi ai nấy đều trao đảo vì áp lực quá lớn của nó con tàu rung lắc dữ dội mà nước dậy sóng bọt sủi lên ủng ục một xoáy nước khổng lồ lại được tạo ra chắn trước mặt mọi người cảnh tượng trước mắt quá đỗi nguy hiểm nếu xoáy nước kia đổ thẳng xuống con thuyền này và trong đó là con quái ngư thì chắc chắn chúng tôi sẽ tiêu đời nhưng nếu bây giờ quay thuyền lại thì cũng sẽ đối mặt với không ít rủi ro nó đang tới tất cả lùi lại Tiếng của cô Hà ở phía mạn thuyền vang lên. Chúng tôi chỉ kịp nhảy lùi lại, nhưng vẫn không thể tránh được cái áp lực kinh khủng được tạo ra lúc này. Còn quái ngư đã nhảy thẳng lên trong thuyền. Ở khoảng cách gần chúng tôi mới thấy nó cao lớn đến mức độ nào. Một thân hình đen thui Vậy bao khắp thân. Những cây gài kỳ dị mọc xuyên qua da của nó, càng làm cho thân hình của nó thêm phần kỳ dị. Nó không lao vào tấn công chúng tôi, mà vẫn đứng ở đó nhìn chằm chằm vào mọi người với một ánh mắt hàn học căm phẫn. Trong khoang miệng khổng lồ kia, một giọng nói rè rè đã bắt đầu vang lên. Lũ chúng mày dám tấn công tao, chúng mày nghĩ chỉ một vài đòn ngãi ngứa của chúng mày có thể hạ được tao. Bọn mày không thể ngăn cản được tao đắc đạo thành yêu đạo đâu. Vì chính lũ phạm nhân bọn mày sẽ chính là cánh cửa dẫn tao tới bậc yêu đạo, chúng mày sẽ phải chết. Tiếng nói vừa dứt thì cũng là lúc nó bắt đầu động thủ. Từ miệng của nó thổi ra một cố yêu khí nồng nặc bao quanh khắp toàn thân. Từ bên trong cố yêu khí đó, những hồn ma đã bị cơ thể của con quái ngư bắt về luyện hóa bắt đầu lao vào. Chúng nó phun ra những tia chứng khí bảo vệ lấy chúng tôi. Tất cả thấy mình như là đang ở trong bóng tối vậy. Một ánh sáng đều tắt ngấm chỉ còn lại tiếng cười sằng sặc của con quái ngư bác lâm ra hiệu cho tất cả mọi người lùi vào trong một góc thuyền rồi bác và cô hà bắt đầu bước lên trước lôi từ trong người ra những món pháp khí của mình bác lâm thì cầm thanh chảm đao còn cô hà thì cầm trong tay một chiếc chuông đồng đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi thích cô dùng thứ này cả hai kết hợp lại một trận pháp kỳ lạ họ đặt pháp khí của mình lên nhau rồi dùng hai bàn tay còn lại úp vào như thể đang truyền pháp lực vào pháp khí vậy. Hai thứ pháp khí đã bắt đầu đỏ rực cả lên, như thể được nung bởi lửa vậy. Từng dòng khí tự cổ đã bắt đầu nổi khắp xung quanh và cả trên tay của hai người. Họ lấy đà vài nhịp rồi bắt đầu lao vào đám linh hồn, dùng pháp khí của mình mà chém mà giết. Những tàn hồn bị áp lực của pháp khí tấn công hóa ra thành trăm mảnh, rồi bay đi vào trong gió bắt đầu thành những đống lửa ma chơi rồi vụt biến mất. Số lượng linh hồn ngày một ít đi. Khi mà cả hai người vừa tiêu diệt được những linh hồn cuối cùng, cũng là lúc còn quái ngư kia tung hết khả năng của mình. Khắp cơ thể của nó những cây gai kỳ lạ đã bắt đầu mọc mỗi lúc một dài. Những mầm cây đã bắt đầu đỏ rực lên như màu máu. Kèm theo đó là những lớp vầy đã bắt đầu vỡ ra từ bên trong đó những sinh vật kỳ lạ lần lượt chui ra chúng nhỏ như là con kiến nhưng lại mang một màu đỏ au khắp người chúng tỏa ra khắp sàn mỗi lúc một đông như thể muốn bao vây lấy chúng tôi vậy tất cả không được để cho nó bám vào cơ thể cô hà và bắc lâm đều đồng loạt nói chúng tôi như là bừng tỉnh khỏi cơn mê dừng mọi thứ có thể tấn công mà ném mà đập loạn xạ về lũ sinh vật kỳ dị đó Chúng nó bị đầm cho nát bét, máu và thứ nước tanh hồi bốc lên, nghe như là mùi phân vậy. Ở bên này con quái ngư vẫn lồng lộn điên là điên dại. Nó lao vào bác Lâm và cô Hà, dùng ma khí tu luyện của mình chống trả với pháp khí của cả hai. Những tiếng ầm ầm như là sấm nổ vang lên khắp cả một khúc sông. Đột nhiên bác Lâm lúc này mới lôi từ trong túi ra tấm da châu hồi sáng, bác ra hiệu cho cô hà cầm chân con quái rồi bắt đầu bày trận pháp chúng tôi đang cố gắng hạ đám sinh vật bu đến ngày càng đông có người chẳng may bị bọn chúng chạm vào thì bị nó hút lấy máu ăn mòn cả da đến loại cả xương thịt trông rất kinh dị đang đánh hàng thì có tiếng bác lâm gọi làm cho cả bọn quay phắt lại bác nói như quát tất cả không cần để ý đám sinh vật kia nữa dồn hết lực tấn công con quái ngư còn bốn đứa kia thì lại đây bác có việc cần. Mọi người nghe bác nói xong thì nhanh chóng tách ra khỏi đám sinh vật. Súng đạn giao mát đều đã sẵn sàng. Những cứu bộ, những loạt đạn đồng loạt vang lên đều nhắm thẳng vào đầu con quái ngư mà tấn công. Nhưng mà da của nó thì như là sắt vậy. Mà thế nào cũng không hề hấn gì cả. Lại nói về chúng tôi sau khi tách đoàn chạy đến chỗ của Bắc Lâm còn chưa kịp hỏi xem bác định làm gì Thì cả bốn đứa đã được bác đưa cho bốn cây bút lông Được chấm một thứ nước mực đỏ như máu bác nói Viết tên tuổi sinh thần bắt thử của bốn đứa lên tấm da này Sau đó thì đứng thành hàng ngang Bác muốn bốn đứa mày cùng bác và cô Hà lập lại lục thần trận Để mà tiêu diệt con quái người năm xưa chúng ta đã làm Cả bốn đứa quá đối bất ngờ trước những lời của bác nói Bác nói chúng tôi sẽ hợp lại để tạo ra lục thật trận gì đó. Nhưng bốn đứa chúng tôi vốn dĩ chỉ là những người hết sức bình thường. Sao có thể gánh được một trọng trách như vậy? Bác lầm như là đoán được suy nghĩ của chúng tôi bác chỉ vỗ vai động viên mà không nói gì thêm. Cả bốn đứa đều quay nhang nhìn nhau rồi gật đầu một cái. Rồi bắt đầu viết những nét bút đầu tiên. Ngày tháng năm sinh và họ tin. Cuối cùng cũng đã viết xong dù tay chân đứa nào cũng run như là cầy sấy có khi bây giờ cầm một khẩu súng trăm ngàn cân cũng không khó khăn bằng việc viết ra những dòng này sinh thần bắt tự vừa hoàn thành thì cũng là lúc trên tấm da đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đỏ nhưng mà kỳ lạ là chúng tôi chạm vào thì không cảm thấy nóng trái lại còn cảm thấy nhiệt huyết mà nó truyền vào cơ thể từng dòng chú ngữ đã bắt đầu hiện ra sắc nét hơn Chúng tôi khi nhìn vào những dòng chữ này, thường ngày thì khó hiểu nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ lại dễ hiểu vô cùng. Bác Lâm nở ra một nụ cười để mãn nguyện, rồi bác rút ra từ trong người một cây pháo sáng bác liền nói. Tất cả lùi lại, khi pháo được bắn ra thì đồng loạt nã đạn đánh lạc hướng của con quái. Một tiếng rõ vang lên, sau đó là một chàng tiếng lên đạn nghe đầy khí thế, Cỏ pháo sáng được bắn ra những tia sáng bùng lên xoay tỏ cả con thuyền hỗn loạn ngập trong máu và nước đồng loạt một tràng tiếng súng nổ lại vang lên tiếng đạn vút qua trong không khí nghe vèo vèo sau đó là những tiếng loạt soạt đạn găm vào da của con quái cùng lúc đó thì bác lâm nhanh như cắt kéo cả bọn chúng tôi chạy về phía trước xếp thành một hàng ngang loạt đạn vẫn còn bay xối xả găm vào hai bên của con quái có lẽ bây giờ nó như cảm thấy phần nào sự đau đớn. Cho dù nó có mang bao nhiêu phép thần thông thì nó cũng không thể chịu đựng hàng trăm viên đạn găm vào da thịt của mình như vậy. Còn quái gầm lên một tiếng thịnh nộ, nó nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra mà cắn loạn xạ. Nó tấn công bất cứ thứ gì xuất hiện trước mặt. Nhưng mọi người cũng không vừa, tất cả đều kiên cường chống trả lại, đánh gần như là ngang ngừa với con quái Bác Lâm nhìn lên trời ánh trăng bây giờ bỗng chuyển sang đỏ rực bác nói. Đây chính là lúc nó yếu nhất, khởi trận. Sáu người chúng tôi đã bắt đầu hợp lại với nhau, đặt bàn tay lên, tiếng chú lệnh uy nghiêm đã bắt đầu vang lên. Lục trận pháp áp giải yêu ma phong ấn tà đạo thế thiên hành đạo khai trận. Tiếng chú lệnh vừa dứt thì cũng là lúc còn quái ngư gầm lên một tiếng vang trời cơ thể của nó bây giờ phình to như cái trống xe thịt loang lổ ma lực bắt đầu bùng lên khắp người đó là yêu pháp từ thế thân nó đã tung hết sức quả đúng như dự đoán bạc lâm nói từ bên con quái thì một quả cầu được bọc dòng nước đen đã bắt đầu từ trong cơ thể con quái lồi ra kèm theo đó là những oán hồn khác được bọc ở bên ngoài bên chúng tôi cũng không vừa một thứ nhìn như là xoáy nước đã bắt đầu bùng lên từ trong tấm da nó bao bọc chúng tôi vào giữa rồi mỗi lúc một lớn hơn những dòng ký tự cổ in hẳn trên tấm da và bám vào trong vòng xoáy những khuôn mặt của sáu người chúng tôi từ từ thay đổi cả sáu người bây giờ trong tâm đều nóng như lửa đốt đặc biệt là với bốn đứa chúng tôi thì cảm giác này khó chịu hơn rất nhiều cả sáu chúng tôi đều đồng loạt hét lên một tiếng phá hai tiếng nổ nghe như là sấm rền đồng loạt vang lên hai thứ uy lực kinh hồn va vào nhau rồi phát thành một vụ nổ kinh thiên động địa những người còn lại chứng kiến cảnh này thì ai cũng trao đảo ngã ngửa ra ngoài sàn nôn ra khắp mật xanh mật vàng cho dù ai cũng phải gánh chịu áp lực kinh hồn nhưng tất cả đều cố gắng gượng dậy cố dừng súng để mà bồi những phát đạn vào con quái vật trước mặt tiếng gầm của nó bây giờ nghe có vẻ đau đớn lắm có lẽ đã ngoài sức chịu đựng của bản thân nó còn bên phía chúng tôi cả sáu người không chịu được áp lực của vụ nổ mỗi người bắn ra một góc nằm bẹp như là con tép bác lâm là người đứng dậy đầu tiên bác nhìn sang chỗ của con quái mà khí xung quanh người của nó mỗi lúc một ít đi liền lầm nhầm tính toán xong bắc liền nói tất cả chuẩn bị tấn công cú chốt nó đã yếu lắm dùng những thứ được trang bị để bắt nó lại nếu chúng ta không làm nhanh qua giờ đẹp sẽ là lúc nó hồi phục lại được ma lực thì lúc đó coi như là công sức đổ sông đổ bể hết cả tất cả dù ai cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đứng dậy anh đội trưởng phất tay cho mọi người dừng lại anh ta nói Chuẩn bị lưới đi, chúng ta sẽ bắt nó. Rất lời thì một túp thanh niên chạy vào trong buồng điều khiển một vài giây sau, thì tất cả chúng tôi đều cảm thấy mọi thứ rung lên bẩn bật như là động đất vậy. Một tấm lưới đã bắt đầu căng lên ở phía bên ngoài mạn thuyền, dường như để được đặc chế dành riêng cho con quái vật này, từ kích cỡ đến sự tối tân. Bác Lâm lúc này mới lên tiếng chỗ con quái, dùng đôi bàn tay rắn chắc của mình đặt vào chán của nó bác ấn mạnh một cái rồi gần giọng năm xưa chúng tao đã để cho mày chạy thoát nhưng mà hôm nay thì mày không thể thoát được đâu thư yêu nghiệt lão già nếu như ngày hôm đó sức của ta như bây giờ thì không chỉ sư phụ của mày mà cả mày cũng không có cơ hội chạy thoát đâu tao chỉ tiếc là không hề nghiền nát mày ra thành trăm mảnh bác lâm thở dài một tiếng chuyện đó đã trôi qua rất lâu rồi lão chánh tổng năm đó cũng đã phải đền mạng tại sao mày không biết quay đầu sắm hối chứ mày muốn phải thành ra thứ trời không dung đất không tha mới chịu hay sao Cần quái cười lên sằng sặc gầm lên một cách phẫn nộ mày nghĩ chỉ như vậy là đủ rồi sao lão chánh thì được chà đạp người khác còn tao thì lại không Thứ mà tao muốn chính là cai trị, biến lũ chúng mày thành bù nhìn. Tao muốn chúng mày thấy rằng lòng tham của con người là vô đáy và cho dù nó có chết thì vẫn là vô đáy. Nếu bây giờ mày giết tao thì còn kịp. Nếu để tao thoát khỏi đây, tao sẽ cho cả ngôi làng này phải nhúm mùi máu tanh. Tất cả chúng mày sẽ như vậy. Bác Lâm lúc này cũng như không thể chịu đựng nổi nữa. Mọi cơn giận dữ đều như bộc phát. Bác kê tay thành ấn pháp giáng mạnh xuống đầu con quái nghe bút một tiếng Bác ấn tay vào chấn của nó rồi lười mạnh ra Vậy thì mày xuống âm phủ mà sám hối đi Tao sẽ thay trời hành đạo Bàn tay của bác lâm xuyên qua lớp da của con quái bắt đầu đâm xuyên vào bên trong Từ bên trong đó cái bóng khổng lồ đen xì của đô năm nào Hay đúng hơn bây giờ là con quỷ sống dưới hình dạng con quái ngư đã bắt đầu bị kéo ra nó dãy rùa cố vận chút ma lực cuối cùng của mình mà tấn công bác Lâm, nhưng nó như là vô hại trước bác vậy. Cây bóng nhanh chóng nằm gọn trong lòng bàn tay của bác, còn thân hình to lớn của con quái ngư thì đổ gục xuống sàn nhà. Viên đội trưởng thấy thân sắc của nó đã bắt đầu đổ gục thì nhanh chóng ra hiệu. Tầm lưới đã bắt đầu di chuyển sát vào, bao bọc khắp thân hình khổng lồ của nó. Con quái bây giờ chỉ còn chút tà niệm nó cố gắng nhúc nhích dãy rùa muốn thoát ra, nhưng sức của nó quá yếu không thể chống lại được lực xiết từ tấm lưới. Lại nói về bác Lâm lúc này nắm chặt cây bóng của đôn, bác mệt mỏi ngồi gục xuống sàn nhà thở hắt ra một hơi. Tờ trong dòng ký ức vẫn đang chảy trong đầu thì một câu chuyện xưa cũ đã dần hiện lại, thì một câu chuyện xưa cũ bắt đầu hiện lại. Ngày đó bác Lâm cùng với sư phụ tới ngôi làng trại này, vẫn là lúc mà lão Điền Tránh Tổng còn tại vị. Sư phụ của bác đã đoán ra được nghiệp báo mà lão ta phải gánh, nhưng lại không nghĩ rằng lão An hồn của đôn năm nào đã bị chú ngộ trong thân xác của một con cá chê trắng đang nung nấu ý định trả thù. Sau khi lão Điền chết, sư phụ và bác Lâm lúc đó có đến căn nhà cũ của lão Điền, thực hiện các phép chấn điểm, nhưng vì sơ xuất cho nên họ không thể chấn điểm được toàn bộ, và những người bị lão điền giết chết vẫn ở lại khu đất chờ đợi ngày được đi đầu thai đôn lúc này sau khi ẩn náu dưới đáy sông hấp thụ tà khí đã hóa thành quỷ tham vọng của nó càng lúc càng cao giờ dạ không còn là báo thù lão điền nữa mà biến thành cai trị ngôi làng theo cách của nó đồn dùng sức mạnh của mình ép những linh hồn ở khu đất về phe của nó và người được giao nhiệm vụ là đoành đành vợ ở lại khu đất để tìm cách ám hại những ai bén mảng tới đây sau đó dùng linh hồn người bị hại cống nạp cho đôn để luyện hóa từ đó trở đi khu đất lúc nào cũng mang một lời đồn rằng bị ma ám cho đến khi ông nội của tôi một người có căn nhưng mà không đi theo nghiệp tu luyện mà trở thành một người đánh cá phiêu giản vì làng vốn bản tính gan dạ và chẳng sợ ai cho nên ông nội đã lấy luôn khu đất mà đó làm nhà của mình linh hồn của đôn muốn hại chết ông nội lắm nhưng vì ông tôi mang căn cho nên không dễ động vào và lại còn thêm cái bản tính không sợ trời không sợ đất nữa làm cho nó chẳng thể manh động cho đến một dịp nọ khi lúc này ông tôi đã cưới bà hôm đó là ngày mà bắc lâm cùng thầy trở về làng lần này đã đoán ra được ý đồ của đôn sư phụ của bắc lâm đã ra tay đánh với nó một trận nhưng vì tuổi già sức yếu ông đành phải bỏ mạng ở dưới đáy sông bác lâm lúc bấy giờ thì buồn lắm bác bỏ đi thao phương cầu thực một thời gian học hỏi nhiều đạo pháp chờ ngày quay lại để báo thù ngày bác trở về dẫn theo cả đồng môn là cô hà cả hai ra tay yểm lại khu đất ma dưới một lớp long mạch đen được bao bọc kết giới họ tính ra ngoài sông để diệt trừ cả linh hồn của đôn nhưng mà không ngờ lúc đó đôn đã sử dụng yêu ẩn để mà biến mất làm cho cả hai cứ nghĩ là nó đã đi đầu thai nên không để ý đến nữa lại nói về ông tôi từ ngày biết khu đất đã đừng chấn điểm lại ông vui lắm mà không cần trọng chuyển ma quỷ như thời trước nữa rồi ngày bà nội sinh hạ ra bố và bác tôi ông hôm ấy lại đi buôn ở bên kia sông không kịp về lúc nghe tin vợ lâm bồn và hạ sinh ra hai cậu con trai ông tôi sướng lắm ông hí hừng chèo thuyền trở lại làng để nhìn mặt con ấy thế nhưng mà không ai ngờ linh hồn của đôn đã canh sẵn nó ép hồn ma kia phải giết cho bằng được ông nội để biến ông tôi thành kẻ hầu cho nó chiếc thuyền bị lật ông tôi mất mạng khi còn chưa được nhìn mặt con thật may là ông có căn cho nên đôn không thể bắt ông lại được nhưng ông cũng chẳng thể siêu thoát được mà phải ở lại nơi này Thời gian thấm thoát thôi đưa Ngày tôi chào đời cũng đã tới Chẳng hiểu do duyên số gì Mà ông trời lại sắp đặt cho tôi Mạng âm nhãn Đôi mắt mà ma quỷ cũng muốn chiếm đoạt Ông nội biết chuyện đó Hiểu rõ sự nguy hiểm mà tôi đành gánh chịu Cho nên mới nhập vào bà Bảo bố mẹ tôi đem tôi đến thành phố Nhưng linh hồn của đôn Vẫn chưa dừng lại Nó suối con ma già kia giết chết bác tôi Mục đích là để ép tôi Phải về quê và như đã kể ở trên Tôi đã trải qua bao lần thập tử nhất sinh Nếu không có bác Lâm giúp sức Thì mất mạng từ lâu Hồn ma ra kia tưởng tôi là kẻ thù Cho nên theo bám tôi kể từ ngày đó Nó chỉ muốn giết tôi để được đầu thai Chứ không hề muốn cấp âm nhãn Cho đến khi bác Lâm diệt trừ Nó mới hiểu ra mọi chuyện Và đã cảnh báo chúng tôi Với linh hồn của đôn đã hóa thành quái ngư sau đó trong một lần thanh trừng những vong hồn sót lại ở khu đất, đoàn cũng đã cảnh báo cho chúng tôi về tôn. Và rất may là bác Lâm đã đoán ra mọi chuyện, nhanh chóng lập kế hoạch và giải quyết triệt để. Nói một chút về linh hồn của ông tôi, sau khi nhập vào bà nội để cảnh báo chúng tôi, ông cũng không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Bố mẹ tôi có lần đi xem thầy thì được biết ông nội vẫn chưa siêu thoát nhưng có không phải chịu kiếp đọa đầy làm quỷ đói như những linh hồn khác nên ông vẫn ở phía sau mà phù hộ cho chúng tôi trở lại thời điểm hiện tại sau khi quái ngư đã bị bắt lại bác lâm lúc này đứng dậy nhìn bóng trên tay của mình bác nói chỉ vì tham lam mà ngươi ta đánh mất chính bản thân mình xa chân vào vũng lầy của thù hận vật tà đạo thôi thì kiếp này của ngươi coi như bỏ hãy xuống dưới chịu những gì người đáng phải chịu và làm lại con người mình vào một kiếp khác, dù là tâm linh hay là không tâm linh, luôn có chỗ để sửa chữa cho những sai lầm. Không có sự quay đầu gì là quá muộn, quan trọng là ngươi muốn hay không. Nói rồi bóc bóc mạnh một cái, cái bóng từ từ tan biến nhỏ dần. Mặt sông lúc này chợt im lặng, ánh trăng sáng vằng vặc soi tỏ xuống bên dưới, hát lên những khuôn mặt mệt mỏi của chúng tôi. Con thuyền chậm chậm quay đầu rẽ nước tiến lại bờ. Từng nhịp trong tranh nhẹ nhàng như là du chúng tôi vào trong giấc ngủ. Phía xa trên mặt nước, cây bóng của đôn đang lặng lẽ nhìn về chúng tôi bằng một ánh mắt mãn nguyện. Có lẽ bản thân của nó đã hiểu rất được thứ gọi là nhân quả báo ứng. Tôi tỉnh dậy trong phòng nhìn sang bên cạnh thấy ba đứa kia cũng đang nằm. Hai đứa nằm dưới chiếu, còn nhỏ Kiều thì đang nằm bên cạnh. Có lẽ bây giờ đang là buổi sáng Không biết tôi trong mê man như thế này được mấy ngày Từ bên ngoài bố mẹ tôi và bố mẹ của cả ba đứa cũng đi vào Mẹ ôm tôi rồi hỏi mấy câu Có sao không con? Con cảm thấy khó chịu gì trong người không? Tôi cũng ôm lấy mẹ không hiểu sao nước mắt bây giờ lại rơi Một lúc sau bác Lâm tiến lại chỗ tôi bác nói Nếu đã tỉnh là tốt Cả bốn đứa đều có căn làm việc âm đặc biệt là mày còn có âm nhãn nhưng mà thôi bây giờ vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học và lại căn của chúng mày không phải là căn bái sư học đạo bác đã bàn với bố mẹ của mấy đứa cứ để bọn mày học rồi tự khám phá khả năng và mong muốn của bản thân chúng ta sẽ không can dự nghe vậy tôi bất giác không hiểu gì tôi hỏi vậy là chúng cháu chưa phải đi tu luyện như mấy câu chuyện pháp sư hà bác không phải là chưa mà là có thể sẽ là không tu cách tốt nhất là để con người học tập chính là tự tìm hiểu và trải nghiệm tôi nhẹ nhàng vâng dạ một tiếng những lời của bác lâm nói tôi nghĩ là mình hiểu và sẽ làm được lại nói về dân làng sau câu chuyện ấy được công an của tỉnh trở về với xác của con quái ngư làm vật nghiên cứu còn người làng sau đó thì mở tiệc ăn mừng chúng tôi được gọi như những người hùng vậy mà kể ra cũng đúng chúng tôi đã góp phần bảo vệ khúc sông này làm nơi ăn kiếm cơm cho mọi người, nói là người hùng cũng không sai. Ở lại làng được một tuần lễ tôi được gửi lên thành phố học và điều làm tôi bất ngờ đó là ba đứa kia cũng đi cùng. Chúng tôi ở nhà của một người bà con xa của bà nội trên thành phố, còn bố mẹ tôi thì ở lại quê, xây nhà trên khu đất kia buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ. Bác Lâm và cô Hà cũng ở lại làng chủ yếu là giúp mọi người trong chuyện cúng bái lễ lộc thế nào cho đúng mà bác và cô làm không lấy tiền cho nên mọi người quý lắm thời gian thấm thoát thoi đưa khi tôi viết những dòng này thì câu chuyện kỳ dị đó đã trôi qua khá lâu nhưng những ký ức về những ngày ở ngôi làng thân thương trải qua bao nhiêu sự việc kinh dị vẫn chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí chuyện ma quỷ trong cuộc đời tôi không hề hiếm và như tôi đã nói đây chỉ là phần mở đầu, sau này còn rất nhiều những trải nghiệm khác mà tôi cũng như những người bạn của mình đã được trải qua và tôi sẽ dần dần kể lại cho các bạn nghe. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo